Xin chào anh chị quý khách hàng và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Minh Tuấn Land. Trong video ngày hôm nay, Minh Tuấn sẽ đến các bạn thông tin về dự án Conic Boulevard, một dự án đang làm mưa làm gió tại huyện Bình Chánh trong thời gian qua. Nếu như bạn đang tìm hiểu về dự án Conic Boulevard, hãy dành một chút thời gian để coi hết video này nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua thông tin về dự án Conic Boulevard. Conic Boulevard là dự án căn hộ do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng, đầu tư và phát triển Lĩnh Phong làm chủ đầu tư, với quy mô lên đến 53 ha, bao gồm 2 khối căn hộ cao 15 tầng, 1 tầng hầm với 976 căn hộ, và 22 căn thương mại Shophouse và 114 căn thấp tầng. Mỗi sản phẩm căn hộ chung cư tại dự án Conic Boulevard có diện tích từ 84 đến 114 với thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ. Dự án Conic Boulevard có vị trí nằm tại đường Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án nằm liền kề tuyến quốc lộ 1A, cách tuyến đường Võ Văn Kiệt khoảng 500m, thuận tiện cho việc di chuyển đến các quận trung tâm trong thành phố Hồ Chí Minh. Một ưu điểm của vị trí Conic Boulevard là nằm ngay cạnh tuyến đường ven kênh Tham Lương Bến Cát rạch nước lên, kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt. Đây là kênh dài nhất thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài gần 32 km, đi qua 7 quận huyện. Nhược điểm là trong thời điểm hiện tại khi di chuyển trên đường quốc lộ 1A sẽ có khá nhiều xe lớn. Tuy nhiên, khoảng cách từ đường quốc lộ 1A cho tới dự án Conic Boulevard khá xa nên sẽ không bị ồn. Trong thời điểm này, nếu bạn mua chuyển nhượng, một căn hộ 2 phòng ngủ Conic Boulevard có diện tích 84m² có giá bán chỉ từ 1,8 tỷ, tuy nhiên ngân hàng sẽ không hỗ trợ vay. Nếu bạn mua trực tiếp từ chủ đầu tư thì mức giá bán hiện tại chỉ từ 37 triệu 1m². Mặc dù đây là mức giá bán cao hơn so với chuyển nhượng, nhưng bù lại các bạn sẽ được hưởng những chính sách và ưu đãi từ chủ đầu tư theo từng thời điểm. Liên hệ với Minh Tuấn Land để được hỗ trợ và tư vấn nhé. Về mặt tiến độ, dự án Conic Boulevard được khởi công vào năm 2005 và cho tới thời điểm này dự án đã hoàn thiện. Các căn hộ đang trong quá trình nghiệm thu và sẵn sàng bàn giao cho cư dân vào quý 2 năm 2025 cùng với các tiện ích hiện hữu. Vừa rồi là những chia sẻ của Minh Tuấn về thông tin dự án Conic Boulevard Bình Chánh. Quý anh chị khách hàng và các bạn, nếu cần thêm thông tin về dự án, hãy liên hệ với Minh Tuấn để Minh Tuấn hỗ trợ các bạn nhé.